Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta đến với thủ thuật rất là lợi hại, khá là lợi hại. Thủ thuật này có năm 2015 rồi các bạn nha. Rồi, chúng ta đi vào thủ thuật chính. Đây, mình sẽ nhét cái file này vào cái file này. File này vào file này, file này vào file này. Và có 3 cách khác nhau. Bình thường là mình nhét vào không có gì cả, nhét bình thường. Còn cách thứ hai là mình sẽ nén nó lại, nén file này để nhét vô file này. Cái thứ ba là mình đóng gói file này thành có bát quạt để mình nhét vô đây. Rồi bắt đầu tiến hành các bạn nha. Rồi để làm được điều đó thì tất nhiên mình phải có cái chương trình ghép file. Cái chương trình này chắc nhiều bạn cũng biết rồi ha. Rồi bây giờ để ghép được cái file đầu vào cái file sau thì tất nhiên đối với cái chương trình Joiner này thì các bạn phải đặt cái đuôi định dạng là .001 là cái file đầu tiên, là nó là cái file chính để nó hoạt động. Cái file thứ hai thì tất nhiên các bạn cũng phải để tên giống y như vậy nhưng mà cái đuôi là .002. Rồi các bạn kéo thả cái file một vào các bạn ha. Các bạn nhớ chọn ngay chỗ joining này nha. Rồi chúng ta ghép thôi, bắt đầu ghép, file nó hiện ngay chỗ này các bạn nha. Rồi một file, rồi ok, chúng ta mở coi có gì đặc biệt không nào. Lỗi đầu tiên là lỗi các bạn nha, đầu tiên là lỗi. Rồi để nó không lỗi thì như thế nào? Để nó không lỗi thì tiếp mình sẽ thử cái file thứ hai cho các bạn xem. Cái file thứ hai như mình đã nói là mình sẽ đóng gói, mình đóng gói ở định dạng zip cho thông dụng đi các bạn nha. Thôi, zip cho thông dụng nó dễ mở, tại vì zip đa phần là Windows nó đã mở được hết rồi. Đây rồi mình ghép cái file này với file này, mình cho cái file này là 001 và tất nhiên là file kế bên mình cũng sẽ để là 002. Rồi nhầm rồi, bấm động copy các bạn nha. Rồi 002. Rồi bây giờ mình tiếp mình thảy vào nè. Đấy rồi file nằm đây. Đấy ok, mở nào. Đây các bạn thấy không, mở lên cạnh đó, thành công nha. Vậy là cách thứ hai thành công. Và cách thứ ba, đây là mình đóng gói cái ông này lại, mình cho nó password nào, mình dùng WinRAR để mình làm nhưng mà mình chuyển qua định dạng zip các bạn nha. Tại vì có những cái á, là nó mình đặt mật khẩu 1234 ha, có những cái á, là nó không có ấy được, là do các bạn không có dùng WinRAR đó, thành ra là không có giải nén ra được, thành ra mình để cái định dạng zip cho nó thông dụng đó, nó dễ mở các bạn ha. Đây rồi, rồi file này chuyển là 002. Rồi ok, mình nói thôi. Thấy vào các bạn nha. Rồi file nằm trên đây. Đấy. Đó, ok, click đôi nào. Đấy, các bạn thấy không? 1 2 3 1 2 4. Không được, như là bấm 1 2 3 4 cái. 1 2 3 4. Rồi, ok, chạy các bạn nha. Vậy là thành công. Rồi cái file gốc thì như thế nào? Click luôn nè. Đây, các bạn thấy không? 1 2 3 4. Bắt đầu 1 2 3 4. Đấy. Rồi khóa màn hình luôn, rồi nhập bát lên nè, 1 2 3 4 5 cả này, lỗi không cho nè, 1 2 3 4. Ok rồi, để xóa bát quạt thì các bạn ấy đi để chạy lại nó không có bị khóa các bạn nha. Rồi rồi cái file này là như thế nào đây? Ê, thử mình chạy vài cái nữa nha. Mở mở bài ứng dụng, đây mở bài ứng dụng để nó đi. Đấy mở để nó đi, rồi chạy file này nè. Đấy các bạn thấy không, vẫn hoạt động bình thường. Đây là nó đóng hết mấy ứng dụng các bạn nha. Đấy file bên trong vẫn hoạt động bình thường, ok các bạn nha. Nhưng file đầu là không ok. File đầu không ok á, là do như thế nào? Do file đầu không ok là do mình không có đóng gói thôi. Có những cái file SE các bạn nha, file SE có những cái á, nó chuẩn chuẩn là như thế nào. Đây mình sẽ trả về định dạng cho em nó nè. Đây đây trả về định dạng cho các bạn xem. Đây những cái thành phần bên trong á, bên trong file ESE mà các bạn mở lên các bạn thấy như thế này ha, như thế này hoặc tương tự như thế này là ok, là đa phần đều ghép file được. Còn những cái file mà nó giống như dạng là như thế này, đây có những cái file đã nén sẵn trong đó rồi và có những cái file ESE trong đó luôn, thì những cái file này đa phần các bạn làm không được nha, đa phần là không được, trừ khi là những cái file kiểu như thế này mới được các bạn nha. Đấy như thế này thì chúng ta mới làm được thôi. Như vậy
Có nghĩa là một cái chương trình nào đó tạo ra file AI như vậy thì nó sẽ đảm nhiệm được cái tính năng này, còn không là nó sẽ không có hoạt động được các bạn ha. Cái file này mặc dù mở không được nhưng mà vẫn ghép được, mở không được mà ghép được các bạn nha. Đây, cái này là khác nè. Đấy, cái này là có file bên trong nè, cái file này là file gốc đó nè. Đó. Và có thêm những cái lưu ý là những cái file PSE mà các bạn mở không được với 7 zip như vậy là cũng có khả năng chèn file được, có khả năng chèn được chứ không phải không các bạn ha. Đó, như cái file này nè, đây. Mình đã làm được đây. Đấy. Và còn những cái định dạng khác nữa, những định dạng khác nữa là những định dạng nào thì mình chia sẻ với các bạn sơ sơ thôi. Những cái định dạng này á, nó sẽ cho phép các bạn chèn vô ok, nhưng mà các bạn khởi động lại máy là nó sẽ không có được như ý muốn như bằng cái file SE. File SE thì nó ok hơn các bạn nha. Đây nè, hiện tại là mình đã test rồi các bạn nha. Đây, ví dụ đây. File này là file văn bản. Đây, mình mở cho các bạn coi. Đấy, mình enter luôn nè. Đấy, các bạn thấy không? Đây là văn bản nè. Đó, văn bản nha. Bây giờ mình mở chuột phải về zip. Đấy, các bạn không thấy gì ha. Không thấy gì bên trong. Không có cái file mà mình đã nén vô. Nhưng mà mình đặt thêm cái file cho nó là file se.exe. Mình đổi định dạng cho nó. Đây, nhưng mà mình mở lại là nó là cái file khác. Các bạn thấy không? Đấy, đó là cái biến hóa không lường của nó. Đây, nó có mật khẩu nữa các bạn nha. 1 2 3 4. Và cái file này các bạn lưu ý nha, mình chia sẻ mà cái file nào có những cái binary này các bạn đừng có click vô, mình click vô là các bạn khóc khóc ra nước mắt luôn nha. Cái file đó là file mã hóa hết toàn bộ dữ liệu file của các bạn nha. Lưu ý giúp mình sẽ có cảnh báo bên dưới để các bạn không biết là chúng ta lỡ click vô là chết luôn á. Đây nè, mình thấy ha. Đấy, nó ra nè các bạn thấy không? Mình xóa nó liền đi. Lỡ quên quên click vô cái là cắn lử luôn á. Đấy. Đấy, như mấy cái file này mình đã chèn vô rồi nè, các bạn thấy không? Đấy. Đó, chèn vô rồi hết rồi. Đây. Mình có thể chèn vô được cái những cái file khác, có nghĩa là bạn đóng góp cái gì không biết. Không có quan trọng là cái định dạng SE hay là định dạng gì, miễn các bạn đóng gói ok, bạn đóng gói mấy chục file cũng được ha, cả trăm file cũng được, miễn sao cái file gốc ban đầu của bạn á, là nó là những cái file như thế này thì là nó mới ok, nó cho đáp ứng được những cái file nằm bên trong nó ha. Đấy, còn như cái file mà nãy mình nói á, cái file mà nó đã nén sẵn ở trong như thế này rồi là không được các bạn nha. Thì các bạn nghiên cứu thêm ha. Thì hiện tại là mình chỉ nói sơ qua nhiêu đó thôi. Còn những cái file này nè, trước đây là mình đã nén ok, có nghĩa là đã chèn vô ok những cái file khác nó đang nằm bên trong đó đó. Nhưng mà khi mình khởi động lại máy là nó mất các bạn nha. Khởi động lại máy là nó mất đi cái tính năng đó. Đây nè, đây là những cái định dạng, các bạn nhìn cái định dạng đuôi, đừng nhìn tên, nhìn nhìn đuôi file là mấy cái file này mình đã test rồi hết nè. Còn những cái file mà các bạn không thấy, những cái file ảnh là đuôi chấm JPN nè, JPG đó, hoặc là BNG đó, là mấy cái file đó là hoặc MP3, MP4, mấy cái định dạng thông dụng mà mình gần như là đã test gần hết rồi, mình định dạng ISO ảnh chấm ISO nè. Đấy, ra chấm ra nè, chấm zip nè, đó đa phần mấy cái file đó mình đã test gần hết, những cái định dạng thông dụng mà mình test muốn hết rồi các bạn nha. Thì cái file hôm trước mình chia sẻ với các bạn á, là đây đó, là đây những cái file đây ha. Đấy, mình đã chia sẻ cái file là 75MB á, là cái file dành để test virus đó, kêu các bạn tải về để nghiên cứu á. Đó là cái thủ thuật, mình ra cái thủ thuật này. Rồi, và những cái file để mình xem, những cái file nó cũng cũng hơi đặc đặc biệt. Đây mình ví dụ coi. Đây đấy. Cái này là chạy bình thường nè. Đấy, các bạn thấy không? Cái văn bản này nó hoạt động bình thường ha, cũng giống như cái file văn bản Excel vừa rồi mình mới test thôi. Nhưng mà mình để ESE. ESE thì các bạn cũng vẫn sẽ thấy nó, vẫn thấy cái file bên trong như vậy. Đó. Nó là thuộc về cái file văn bản, còn cái file ảnh khi các bạn test đó, trong lúc các bạn test cũng vậy nha. Đấy, file ảnh nè, đây là file ảnh đây,
Cái đến với cái định dạng này nè, bạn test vẫn ok nhưng mà khởi động nó máy là nó mất rồi nha. Đó, khởi động nó máy là nó không không còn hoạt động được như như bình thường. Đối với file file là nó chuẩn, nó sẽ hỗ trợ chuẩn các bạn nha. File FAE là nó sẽ hỗ trợ chuẩn nhất. Đấy, còn các việc mà các bạn đóng gói, ví dụ các bạn đóng gói nguyên cái về này luôn ha. Các bạn đóng gói toàn bộ cái này luôn. Định dạng ra thì mình bây giờ mình làm cái ra cái này đi. Giờ mình làm cái định dạng ra cái đi. Đây, cái này hay nè, hồi nãy chưa ok nè. Bây giờ mình sẽ cho nó về ESE nè. ESE nhưng mà cái tên khác. Rồi. Đấy, này là tắt màn hình. Đây, tắt màn hình. Rồi bây giờ mình sẽ nén với định dạng ra mình ghép lại cho nó ok không mọi nha. Để nén bình thường luôn đi. Đây. Rồi, bây giờ xóa cái này luôn nè. Đấy, rồi. Cái này là rồi A.001 rồi copy file enter rồi qua đây đổi 002 rồi mấy cái này rồi bây giờ mình ghép lại nha, bắt đầu mình ghép lại ra đây các bạn nha. Đấy. Rồi bây giờ mở lên coi nè. Đấy, các bạn thấy không? Nó vẫn nằm ở trong nè. Đấy. Vẫn hoạt động được các bạn nha. Vậy là định dạng ra nó vẫn ok luôn. Nói chung là định dạng phải nén và cái góc chung là cái định dạng SE, định dạng SE là chuẩn nhất, làm chuẩn trong tất cả các file. Còn những cái file khác các bạn nghiên cứu thêm ha. Rồi thu thực mình cũng có nhiều đó thôi, rồi, hy vọng là sẽ mang lại nhiều cái thông tin bổ ích cũng như là những cái bản quyền riêng của các bạn để các bạn làm cái file PET của các bạn nó lại vi diệu hơn, nó lại hay hơn bình thường, và các bạn có thể giấu được những cái file phải nói là rất là đặc biệt các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.